Sofa. Table. Telephone. Ăn chè. Làm. Của Khánh. So, where is the sofa? Where is the sofa? The sofa is in the living room. What can you do in the living room? What can you do in the living room? I can watch TV in the living room. You can watch TV in the living room. Very good. Thank you, Phu Khánh. Now, the next person. Bạn tiếp theo nào? Việt Anh, please. Can you tell me? Now, open the mic. Can you tell me what are in the living room? What are in the living room? Ở trong phòng khách thì chúng ta có những cái vật dụng gì? Có những cái đồ dùng gì? What are in the living room? Ở bài trước chúng ta học đấy. What are in the living room? What are in the living room? Thời gian suy nghĩ nhé. Câu hỏi bạn khác. Harry. À rồi. Harry, please. What are in the living room? Trời cháu thơ có là there are two. There are two in the living room. There are two things in the living room. What are they? There are chairs, sofa. Television, sofa. Bảo Hưng, please. What can you do in the living room? What can you do in the living room? Bảo Hưng, please. What can you do in the living room? Em thưa cô. I can. I can learn in. I can listen to music. Nghe nhạc đúng không? Listen to music. Hoặc là watch. Hoặc là watch TV. Watch TV hoặc listen to music. Thank you, Bảo Hưng. Hamid, please. Where is the armchair? Where is the armchair? Hamid, please. Where is the armchair? Where is the armchair? Where is the armchair? Kệ banh khi nằm ở đâu? Armchair. Chờ thử cô ra. The armchair is. The sofa. The living room. In the living room. Yeah. Where is the sofa? The sofa is in the living room. Where is the armchair? The armchair is in the living room. Đấy là câu hỏi tập bài, nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ở phòng khách đấy chứ. Đó là cái phần bài tập ngày hôm nay. Đó là cái bài tập của ngày hôm trước. Chứ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phòng bedroom. Bedroom có nghĩa là phòng ngủ đấy chứ. Các bạn ghi thử ngay vào dưới mục bài hôm nay vào vở. Lesson 8. My bedroom. My bedroom. My bedroom có nghĩa là phòng ngủ của tôi. Thì nó sẽ có những cái vật dụng gì, có các cái đồ dùng gì đó. My bedroom, phòng ngủ của tôi.
My bedroom. My bedroom. Tôi coi em ghi xong rồi. Ok. My bedroom. Mình nghĩ không ngủ của tôi. My bedroom. My bedroom. Lesson 8. My bedroom. My bedroom. Rồi, my bedroom thì chúng ta sẽ có ảnh như đây. No, I'll give you some new words. I'll give you some new words. Now, you look at the picture. Can you see? Có thể đưa xong. Rồi. Trong phòng ngủ thì chúng ta sẽ có giường này, có chăn này, có gối này, có thảm này, có rèm cửa này, và có điều hòa, có quạt. Thì chúng ta dùng đó chúng ta sẽ học như thế nào? My bedroom. My bedroom. My bedroom. Là phòng ngủ của tôi. Chúng ta sẽ có chữ bed. Bed là cái giường, chứ bed là cái giường. Blanket, blanket là cái chăn. Pillow, pillow là cái gối. Wardrobe, wardrobe có nghĩa là tủ quần áo. Carpet, carpet là thảm chân. Air conditioner cũng là điều hòa. Fan, fan là cái quạt. Do you finish? Các bạn đã ghi xong chưa? Do you finish? Yes. Bed. Bed. Bed là cái giường. Bed. Bed. Blanket. 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 Wardrobe. 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 Có nghĩa là tủ quần áo. Carpet. Carpet. Carpet có nghĩa là thảm chân. Cái thảm nha, thảm mà chúng ta để chung để lau chân thì một cửa rất gọi là carpet. Carpet. Wardrobe. Wardrobe là tủ quần áo. Wardrobe. Wardrobe. Carpet. Carpet. Pillow. 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 Pillow là gối. Pillow. Curtain. 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 Pillow. Curtain. Curtain. Pillow. Pillow. Curtain. Curtain. Pillow. Fan. 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 Air conditioner. Air conditioner là điều hòa. Air conditioner. Air conditioner. Fan. Fan. Anh Mẫu đi học đấy thế nào cả quan đi học học cả bạn. Curtain. 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 Pillow. Pillow. Carpet. Carpet. Coral. 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 Blanket. Blanket. Bag. Bag. Blanket. Rồi. Các bạn rất là nhanh, Bảo Hưng đó. Em thưa cô. Bed. Blanket. Borrow. Borrow. Carpet. Carpet. Pillow. Curtain. 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 No. Pillow. Curtain. Pillow. Curtain. 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 Fan.
conditioner. Air conditioner. Thank you, Bảo Hân. Very good. Tommy, please. Em thưa cô. Air conditioner. Air conditioner. Fans. Nhiều đẹp tại nó lấy này. Copy. Copy. Borrow. Borrow. Plenty. Plenty. Back. Back. Thank you for me. Very nice. How to apple can click? Em thưa cô là bed. Bed. Blanket. Water. Carpet. Carpet. Pillow. Curtain. Cotton. Fan. Air conditioner. A conditioner. Nào, air, từ này là air còn tính chất là không khí. Conditioner là một cái loại điều kiện để cho không khí bay ra, thì còn chúng nữa là việc là đọc là điều hòa thì chắc air conditioner. Conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Fan. Good job. Thank you for coming. Happy, please. Nhà trả lời cô là bed. Thank you. Warrow. Carpet. Carpet. Pillow. Cushion. Front. Air conditioner. Air conditioner. Good job. Thank air you conditioner. So Half work. Bed. 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 Kiss. Borrow. Her. Cupcakes. Cười. Pillow. Now pillow. Curtain. Curtain. Fence. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Chú sẵn, can you hear clearly? Bed. Bed. Blanket. Bed. Blanket. Blanket. Cup. Borrow. Borrow. Puppy. Puppy. Heel.
Heal. Curtain. Cookie. Fan. Fan. Air conditioner. Air conditioner. Yeah. Bed. Bed. Blanket. Borrow. Copy. Pillow. Curtain. Fan. Air conditioner. Fan. Curtain. Pillow. Copy. Borrow. Blanket. Bag. Plenty. Borrow. Pizza. Alo, chơi không? Bag, plenty, world, copy, pillow, curtain, fan, air conditioner. Bag, blanket. World, copy, pillow, curtain, fan, air conditioner, bed, blanket, world, copy, pillow, curtain, fan, air conditioner, bed. Air conditioner. Back. Blanket. World, happy, pillow, curtain, fan, air conditioner. Quỳnh Anh, please. Quỳnh Anh, please. Quỳnh Khánh. Excellent. Thank you, Quỳnh Anh. Rồi, đọc về các cậu thôi. Now the next person, bạn tiếp theo nó, Bảo Ngọc nó. Không? Em thì có bạn Betty Betty Borrow
Quarrel. Tattoo. Pillow. Curtain. Fan. Pen. Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Thank you, Bảo Ngọc. Rồi, pay attention to the next Bảo Ngọc. Question. Chú ý vào cái bạn bàn kiểu nhớ đọc nhé. Thuy Lâm. Em thưa cô, best. Blankets. Warrow. Warrows. Cast below. Curtain. Custom fan. Air conditioner. Rồi, đọc lại một lần nữa nào. Bed. Blanket. Warrow. Tapis. Pillow. Curtain. Fan. Air conditioner. Thank you, Thuy Lâm. Rồi, khi cô nào có khi các bạn khác nào ấy, các bạn có mai cố gắng đọc theo. Đọc sai cũng được, đúng chúng ta phải cố gắng đọc nhé. Đừng có đọc sai thì các bạn càng phải đọc. Rất cố nhắc các bạn nhiều thôi. Bảo Hứng. Em thưa cô, bed, blanket. Quarrel. Can be. Pillow. Curtain. Fan. Air conditioner. Rồi. Excellent, thank you, Bảo Hương. Đọc như vậy nó được thôi, đọc vừa tố, vừa rõ thôi. Quốc Khánh nào đọc tố cho các bạn có nghe nào. Em thưa cô, bed, blanket, water, carpet, pillow, cotton, fan, Air conditioner. Rồi, từ nay đọc là Cathy. Đừng đọc là Cathy. Air conditioner. Thank you. Okay. Rồi, cố đọc bài nhá. Các bạn vừa ghi vừa nghe cố đọc nhá. Anh ơi, hao ví nó. Để cháu tớ cố là bread, pancake, waffle, carpet, pillow, cushion, fan, air conditioner. Air conditioner. Rồi, vừa ghi vừa nghe cô đọc nhá. Bed, blanket, warrow, tapis, pillow, curtain, fan, air conditioner, fan, curtain, pillow, tapis, warrow, blanket, bed. Minh Phong.
Ding dong, please. Now, can you hear clearly? Ding dong. Tôi có là bed, blankie, wall, water, fire, cabin, pillow, curtain. No, curtain. Curtain. Fan. Air conditioner. Air conditioner. Very good. Thank you. Thank you. Đấy, các bạn cũng mang sang đâu. Mà hôm nay là Thí đã học được cả cái vật dùng ở phòng ngủ, ở phòng khách rồi. Thì các bạn gặp vật thể nào ở vị? Ví dụ nhất, khi mà các bạn học xong ấy, các bạn sẽ ra phòng khách hoặc là phòng ngủ của mình xem những cái vật nào mà mình vừa học được ấy. Các bạn ra, khi các bạn đưa một con vở, các bạn nhớ lại là cái từ này, cái từ mở là gì nhé. Khi mà các bạn ra phòng khách thì các bạn nhìn thấy một cái bàn, thì các bạn sẽ nói ngay it is a table nhé, it is table. Hoặc là khi mà nhìn thấy một cái ghế thì các bạn sẽ nói là it's on chair. Đấy, thấy TV các bạn sẽ nói television. Thấy điện thoại là telephone. Hoặc là thấy một cái đèn thì các bạn sẽ nói lamp. Và một cái ghế sofa thì các bạn sẽ nói là sofa. Yeah, sofa. Khi mà nói các cái vật dụng ở đó rồi thì các bạn sẽ nói là I can read book in the living room. Tôi có thể đọc sách ở phòng khách. Hoặc là I can watch TV in the living room. Tôi có thể xem TV ở trong phòng khách. Hoặc là I can listen to music. Tôi có thể nghe nhạc ở phòng khách. Đấy, khi gặp sau các bạn phải biết áp dụng vào và gặp cái trường hợp nào thì các bạn phải nêu tên được tiếng Anh bằng tiếng Anh nhé. Khi vào phòng ngủ thì các bạn tối nay học xong, khi bắt đầu lên giường ngủ thì các bạn sẽ nói cái giường là bè, cái chăn chúng ta để đắp là blanket, tủ quần áo một bên thì chúng ta sẽ nói là wall, một tấm thảm trải chân ở dưới thì chúng ta sẽ có là carpet. Đấy, pillow là gối, fan là cái quạt. Nếu nhà bạn nào có điều kiện thì các bạn sẽ nói là có điều hòa thì air conditioner, bed, blanket, wall, carpet, pillow, curtain, fan, air conditioner. Đấy, chưa, bed, blanket, wall, carpet, pillow, curtain, fan, air conditioner, fan, curtain, pillow, carpet, wall, blanket, bed. Bed, blanket, wall, carpet, pillow, curtain, fan, air conditioner, fan, curtain, pillow, carpet, wall, blanket, bed. Rồi các bạn khi mà ghi xong từ mở ra vở thì nhớ nhấn vào cái biểu tượng giơ tay cho cô vậy nhé. Ai sắm vô thì nhận cái biểu tượng giơ tay để cô biết là các bạn đã xong. Chứ để cô biết đưa thầy chuyển một bài được chứ. Rồi, ghi xong thôi cô sẽ gọi thêm một vài bài nữa để đọc. Việt Ánh đó, đọc cho cô nghe đó. Mở mic ra đã, Việt Ánh. Bè, blanket, wall, captain, kilting, pen,
Air conditioner. Air conditioner. Well done. Thank you, Việt Anh. Rồi, đọc như vậy là được rồi. Bạn tiếp theo nào. Lisa, ăn tiếp. Thác Nguyễn. The teacher. Bed. 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 Black cat. Quarrel. Quarrel. Cup kid. Pillow. Pillow. Curtain. Curtain. Fan. Air conditioner. Air conditioner. Bed. Blanket. Wall. Carpet. Pillow. Curtain. Fan. Air conditioner. Thank you, Thác Nguyễn. Rồi, câu chuyện 1 nhé. Bed, blanket, wall, carpet, pillow, curtain, fan, air conditioner. Rồi, những bạn có like đã thấy sóng chưa? Mới được 10 bàn giơ tay đấy. Những bạn có like chưa thấy sóng hả em? Chưa. Rồi, cô cho thêm 5 phút để lấy nhé. Bạn nào thấy sóng thì nhận bao biểu tượng giơ tay cho cô nhá. Rồi, hàm ý nó đọc lại cho cô nghe nữa. Hàm ý, đọc lại cho cô nghe nữa. Chờ thử cô. Bad, bad kì. Vôn, râu. Rap, bì. Pillow. Cushion, fan, air conditioner. Air conditioner, cái này là bằng curtain, cái curtain. Thank you, Tommy. Ok, Hà Phương. Phán Hà Phương. Rồi, cố đọc lại một lần nữa, chúng ta sẽ chuyển sang phân khác nhá. Bed. Bed có nghĩa là cái giường. Blanket có nghĩa là cái chăn. Wall, it means là tủ quần áo. Carpet, thảm. Pillow, gối. Curtain, curtain là rèm cửa. Fan là cái quạt. Air conditioner là điều hòa. Air conditioner, điều hòa. Now, what is it? What is it? Again, what is it? Quỳnh Anh, what is it? Fan, blanket, pillow, curtain. And we call it fan. Fan, good job. Fan is correct answer. What is this? What is this? Phil, what is this? Em thử câu là number B. B, B. Đọc từ này lại cho cô nào. It. Is it a curtain? A curtain. It's curtain. It's wall. It's curtain. It's carpet. It's bed. Curtain. Curtain is correct answer. The next picture. Bảo Hưng, what is it?
Can I can see? I can see cái gì đây? Tôi có thể nhìn thấy cái gì? Có pillow. I can see pillow. Cái gối đúng không? I can see pillow. The next. Where is the bed? Where is the bed, Harvey? Where is the bed? Hall, bedroom, bathroom, living room. Tôi chào cô là cô bé bedroom. A bedroom. Where is the bed? The bed is in the bedroom. Just... The next. Half room. I can see. I can see lots. Puppy, pillow, blanket, fan. The teacher. Carpet. A carpet. I can see carpet. Carpet là cái thảm. Done. What is it? What is it? What is it? Cô Khánh, what is it? Em thử cố là đi. Water. Water. Phát Nguyên, chúng ta sẽ đặt câu hỏi vào đây cho phù hợp với câu trả lời. Eat chicken. Nó là nhà bếp. Thì chúng ta sẽ hỏi cái gì? What can you do? What room is it? What room can you see? Hay là where is the bed? What room is it? What room can you see? Where is the bed? Anh ơi. Chúng ta sẽ chọn câu nào? A, B, C, or D? Anh ơi. It's kitchen. Ai gọi là? Rồi, chọn cho cô một đáp án đó. Mở. Kitchen. What can you do? What room may you do? Kitchen. Chicken. What room can you see? Huh? Where is the bed? What can you do? Bạn có thể làm gì? Nơi. What room is? Đấy. Đấy là phòng gì? What room is it? À, cô bảy đó. Giơ tay đây. Đó, thật quên đó, trả lời cho con đó. Sau một thôi lần giải của Tư Thủy Ánh thì chúng ta sẽ còn hỏi Anna. Digital B. À, B. Okay, thank you, thật quên. Việt Anh. Em sẽ đặt câu hỏi nào cho câu trả lời này. C or B? B. A B. Thank you, Việt Anh. Một bàn khác nhá. Hải Nhơi. Nam Mỹ. Em sẽ chọn câu hỏi nào. Hải Nhơi. Chị thử có là ý sĩ. Say, what room can you see? What room can you see? Hải Nhơi. Rồi anh Quân. Rồi câu chữ ở bài này nhá. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là. Có thử trách tính đáp án 1 nhé các bạn. Đấy. Yeah. Sorry. Ok. Yeah. Yeah. Vậy đáp án đúng ở đây là câu B. What room is it? It's kitchen. Đây là phòng gì? Đây là nhà bếp. Thứ nhất đây là phòng bếp. Còn what room can you see? Thì chúng ta phải trả lời là I can see. Bạn có thể nhìn thấy phòng nào? Tôi có thể nhìn thấy I can see. Yeah. What is it? Thí sản, what is it? Đó là cậu. What is it? Cái chán đấy. Borrow, air conditioner. Đây. Blanket, coffee. Cái chán này để máu tay. 2, 3, 6, 7.
Yay, thì trả lời yay mà. Sao cô cậu trả lời cậu máu à? Yay, trả lời yay à? Đáp án giấy. Giấy, con sẽ trách nhá. Dạ. Sorry. Oh, the next person, bạn tiếp theo nhá. Đích không? Thưa cô, là đáp án là câu C. À, C, thank you. Well done. Thank you. The next, Mavi, what is it? Mavi, what is it? The dollar color pair. Mad. Bedroom, là bedroom là phòng ngủ. Pillow là cái gối. Wardrobe là tủ quần áo chứ. Bed. Bed. What is it? What is it? Của Khánh, what is it? Cô Khánh. Thưa cô là A. Phan. Phan. Now are you sure? Bạn đã chắc chắn về đáp án của mình chưa? Yes. The next person. Bạn tiếp theo nữa. Một bạn khác nữa. Hà Phương. What is it? The teacher. D. D. World. World. Lê Việt Anh. What is it? Elevator. Hả? Cái này là cái điều hơn đấy. Chúng ta sẽ gọi như vậy. À, sorry các bạn. Cái phần này điều hòa. Air conditioner, sorry. Bây giờ câu này cô bị lỗi ở đây này nhá. Air conditioner, sorry. Rồi chúng ta sẽ có tư duy phù hợp vào đây nào. What? Bảo Hứng. Em thưa cô. What? À, what? What can you do in the living room? What can you do? Yeah. What? Huy Lâm? Em thưa cô. What? What? Favorite room. Phòng bàn. Phòng mà bàn yêu thích là gì? Em thưa cô là D. D or B? D or B? D. D, your. What's your favorite room? Phòng yêu thích của bàn là gì? What is it? Tell me, what is it? Chú ý mà trả lời đủ. Cô là fan. Say. I could say fan. Fan. Good job. Thank you, squad. Now, you look at your picture and fill in the blank. Bây giờ các bạn nhìn vào bức tranh và điền từ con khỉu vào từ này không? Fill the missing word. Các bạn ghi vào vở sau đó quét cái màn hình lại cho cô là được. Các bạn gạch chấm ở giữa cái từ mà mình điền đấy. Mà tốt nhất là đừng quên nhìn lại phần từ mới lúc nãy các bạn ghi nhá, từ ghi đi. Cô ghi vô bàn thì ghi vô vở cỡ. À, có thể ghi vào vở vào bảng thì cũng được, để muốn nhớ lâu thì các bạn ghi vào vở luôn cũng được để lưu lại. Thank you.
Mau isu sao? Mau isu sao? Bao lâu? Dạ. Các bạn cố gắng hãy nhìn vào cái bảng này và điền tên con chịu luôn. Các bạn đừng có đừng có nhìn lại phần trình ở nữa. Thưa cô, em ghi xong rồi. Rồi, bạn nào ghi xong rồi quay lại cái màn hình cho cô xem nào. Wow. Thôi, cô Phạm có tay nào vào xuống. Pillow. Carpet. Blanket. Nhiều ngày. Rồi, Minh Phóng đó. Minh Phóng mở. Đó là quẻ là cái bạn. Cô ơi. Ơi. Cái. Có một camera. Rồi, mat, blanket, curtain, world. Có thể em để chấm không? Thôi, ái sẽ sống bằng A thôi, bằng bảo ngọc. Để có bảng, chữ rất là đẹp. Rồi, để cho có cái tư thứ hai, blanket, chắc chịu mất một chữ em ước ở phần đuối, blanket. Để cái tư blanket trắng á, có cái tư đó em sẽ mở vở kém lại nhá. Rồi, thi lắm rồi. Ơi. Bảo Ngọc ơi, em có nghe cô nói không? Mấy giờ có thầy Hà bảo thôi, có chữ sống của em thôi thì em có thầy Hà bảo xuống với chữa lại cái tư blanket nhé. Có em đi xong rồi. Rồi, khi lắm. Rồi, khi lắm được rồi. Có em đi xong rồi. Rồi, ba nào đi xong rồi, có thể mua chẳng làm xong rồi cô ạ. À. Ừ, xong rồi thì các bạn mở camera của em. Rồi, em đi xong rồi. Rồi, cô nhánh nó giữ lại cho cô xem. Rồi, bạn có nhắn đánh thử tay với cô chuyên được thì phải em mở cảm với này mất ở vị 6 của đây không? Mở lại thì em mang thanh vị 6 đấy, quái của hai chỗ mưu tém vị 6 đấy, quái lại. Quái lại thanh trừ cho nó thuần một đi, để ngược quay lại cô. Lấy không ra luôn. Có, nhưng mà em dùng máy tính quá ạ. À rồi, thôi, thôi nữa để cho phân kiểm tra có thể check lại chứ. Cô trả lời xong rồi cô ạ. Rồi, có phải cô Hoa Vĩ đâu.
Rồi, cái phần này là chủ yếu để các bạn ôn tập lại các cái từ mới các bạn vừa học. Các cô sẽ chữa từng phần một. Từ đầu tiên chúng ta sẽ điền từ gì? Letter chúng ta cần điền ở đây là gì? Đinh Phong, what letter is this? Không có thêm chữ giờ. À, chữ giờ đọc là letter. Tiếng Anh chữ giờ đọc là như thế nào? D, được chưa? Letter D. Viết tên này ạ. Picture and the next person. Bạn tiếp theo nào. Quỳnh Anh. Từ thứ hai chúng ta sẽ con thiếu letter gì ở đây? Em được có là E. E. E and T, không? E and T. Plenty, 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 plenty. The next, Quốc Khánh. Yeah, thưa cô là cotton. Cotton, what letter? A, E, N. I, A. Nami. Dạ, thứ có rất nhiều. O, B, E. Chúng ta sẽ có letter O, letter B and letter E. Yeah. O, B and E. World, tủ quần áo. World. Wow. Tiếp theo. Quy lắm. Em thương cô là. Cái thằng chắc chúng ta sẽ có thương gì? Ai. Thì. Ấy. And just copy là thảm chân. Copy. Rồi từ cuối cùng là Phương. I am. Tôi lại yêu có quần vờ tiếng Anh tránh là đá đây luôn. Tôi lại chuột của ông. Tôi bút vụt tôi tên phải lại chuột của ông. What is this last word? Bức tay này là gì đấy? Lisa, what is it? It the tủ quần áo đọc là it a wardrobe or table. Tủ quần áo chúng ta sẽ đọc như thế nào? Quarrel. Đọc như thế nào? It. Quarrel.
Việt Anh, what is it? Việt Anh, what is it? What is it? Cotton or coffee? Yeah, they call cotton. A cotton. Rồi, nó là chữ mất tin bức tranh thứ hai của con luôn. Rồi, chúng ta sẽ chữa hàng rào cửa nhất các bạn. Cái thứ hai sẽ có là Hero, Hero, Happy, Curtain, Curtain, Blanket, Blanket, and Bag. Rồi, các bạn ở bài cửa đã học được cấu trúc là What are in the bag, in the living room của cái gì ở trong phòng khách. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần What are in the bedroom của cái gì ở trong phòng ngủ. Bed, blanket, wall and pillow. So what are in the bedroom? There are cộng với cả cái đồ dùng ở trong nhà, đồ dùng ở trong phòng ngủ. Cộng có bed, blanket, wall, wall, pillow, pillow. What are in the bedroom? What are in the bedroom? What are in the bedroom? Quỳnh Anh, what are in the bedroom? What are in the bedroom? And to go. Yeah. Yeah, bed. Bed. Bed có cái gì nữa? Blanket. Blanket. Quarrel. Quarrel. And. Bing. Bingo. And. Pizza. And ten. Thank you, Spring Eye. Đấy chưa? What are in the bedroom? Có cái gì ở trong phòng ngủ của bạn? There are phòng với các đồ dùng có trong phòng ngủ, ví dụ như giường, như là chăn, như là tủ quần áo, hay còn là gối, coi tấm thảm. Hoặc có thể là các bạn đã dùng các từ mới học ở buổi trước đấy, thì sẽ có các cái phần ví dụ như điện thoại chẳng hạn. Điện thoại cũng có thể ở trong phòng ngủ đúng không? Đen thì chúng ta cũng có thể ở trong phòng ngủ. Cuối cái câu What are in the bedroom? Câu này dịch ra tiếng Việt là rõ rồi cô. What are in the bedroom? Có nghĩa là trong phòng ngủ thì có những cái gì? Chứ trong phòng ngủ có những cái gì? Hoặc là gì? Có cái gì ở trong phòng ngủ? Chứ có cái gì ở trong phòng ngủ? Hoặc là ở trong phòng ngủ có cái gì? Đều được. What are in the bedroom? What are in the bedroom? Có cái gì ở trong phòng ngủ của bạn? Ở trong phòng ngủ nó được nói chung chung. Sẽ có ra là các bạn liệt kê ra các cái đồ dùng của trong phòng ngủ, ví dụ như giường, chăn, điện thoại, hoặc là có thể có cả ghế sofa cái phòng nào to hoặc là lớn đấy. Thì họ sẽ buộc cả ghế sofa trong phòng đấy. Blanket, thảm, thảm chân. What are in the bedroom? Có cái gì ở trong phòng ngủ? Cái có cái gì ở trong phòng ngủ?
cô bảo chữ viết dễ a cùng với các vật rồi cô. À, đúng rồi, các bạn sẽ bị lắp dễ a cùng với các video zoom lên đấy. Các video zoom lên là được. Cô ơi, cô cần viết vào bộ không cô? À, cô ấy chứ, cái văn này cô dùng cho các bạn viết vào. Bảo Hưng, what are in the bedroom? Em thưa cô. There are bed. Bed. Blankie. Blankie. Pan. Pillow. Pillow. Một cái nữa là được. Trong từ cuối cùng để trở với nó là từ em. Em thảm chắn chẳng hạn. Em copy. Em copy. Cao Phương, what are in the bedroom? The teacher. Bed. Bed. What are in the bedroom? They are. They are beds. Bed. They are blankets. And there are walls. Walls. There are clothes. Rồi, trả lời của anh hỏi cho cô một lần dễ á là được nhá. Khi các bạn liệt kê các cái đầu dung ấy thì các bạn chỉ cần hỏi cho cô một lần dễ á. Sau đó các cái đầu dung này các bạn sẽ ghi là đầu dung thứ nhất cộng với thứ hai chẳng hạn. Ví dụ các bạn sẽ có một cộng hai cộng ba cộng với em và cộng với cái cuối cùng thì các cộng với bốn, nhớ kết nối với nhau bằng chữ em và gần cái cuối cùng thì các bạn ghi em vào. Ví dụ there are bags, blankets, pillows. Cô ơi, nếu mà một liệt kê hết cả cái vật nữa thì ta dùng từ gì rồi cô? Liệt kê hết cả tất cả các vật ta hả vậy? Dạ, liệt kê hết những cái đồ vật ở trong cái phòng ngủ nữa cô á. Nói chung là chúng ta chỉ cần khoảng đến 5 đến 6 cái là được. Ừ, giống như cấu trúc và kiến thức của tiếng Việt đấy, các bạn khi mà liệt kê các cái vật sự việc ra thì các bạn chỉ tách nhau bởi dấu phẩy, đúng không? Trong tiếng Việt chúng ta học rồi, tách nhau bằng dấu phẩy và từ cuối cùng chúng ta sẽ có một từ liên kết đó chính là từ va đấy. Từ va trong tiếng Anh nó sẽ có là từ and đấy chứ, and, air conditioner. Các bạn liên kết tới tiếng cái cuối cùng thì các bạn sẽ ghi cho cô chữ and để kết nối cho air conditioner. Đấy, what are in the bedroom? Có cái gì ở trong phòng ngủ? There are bed, blanket, pillow, and air conditioner. Nếu liệt kê nhiều hơn thì đoạn này chúng ta chưa cần phải bỏ chữ em, chữ cái dân cả chữ cô. Thì các bạn sẽ bỏ chữ em vào chữ cô. There are bed, blanket, pillow, fan, carpet, sofa, air conditioner, and wardrobe. Chẳng hạn. Về cái nhiều nhưng phải cuối cùng cũng phải liên kết với nhau bằng chữ em. What are in the bedroom?
cái cấu trúc thứ nhất tương tự với cái cấu trúc mà chúng ta học ở phần living room đấy các bạn. What are in the living room? Có cái gì ở trong phòng khách? There are sofa, armchair, telephone, television, and coffee. Có thể có cả lạc thẳng chắn nữa không? Đấy là cấu trúc thứ nhất. Chuyển sang cấu trúc thứ hai, chúng ta sẽ hỏi là where is the? Được chưa? Where is cộng với vật. Đây là hỏi vị trí, được chưa? Giống như cách sử dụng mọi bữa, hỏi vị trí phủ. Một cái loại đồ dùng nào đó. Cô ơi, đây kia em chưa biết xong. À, chưa xong à? Rồi xong với các bạn. What are in the bedroom? What are in the bedroom? Rồi cô. Rồi tiếp theo nhá, khi mà hỏi vị trí của các vật dụng thì dường như cô muốn hỏi là cái giường thì nào mong nó nằm ở đâu? Where is the bed? The bed is in the bedroom. Tất nhiên là cái giường nó sẽ ở trong phòng ngủ đúng không các bạn? Trong cái trường hợp mà ví dụ where is the bed chẳng lẽ mà chúng ta lại hỏi là chúng ta lại trả lời là the bed is the living room, cái phòng ngủ, cái giường ngủ là cái giường này ở ở phòng khách, cái phòng ngủ đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có cái cấu trúc là where is cộng với đồ dùng để hỏi vị trí của đồ dùng đó ở đâu thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc này. Còn là where is the pillow? Where is the pillow? The pillow is in the bedroom. Tất nhiên là cái gối nó sẽ ở phòng ngủ thôi. Carpet, ví dụ trong trường hợp carpet thì nó sẽ nằm ở phòng khách chẳng hạn. Thì cô mới hỏi là where is the carpet? Cái thảm này nó ở đâu? Thì chúng ta sẽ có cách trả lời là the carpet is in the bedroom and in the living room. Đấy. Cái thảm này nó ở phòng ngủ và ở phòng khách cũng có, nhưng mà tuyệt đối không được gọi là the carpet in the bathroom. Bathroom là nhà tắm thì chúng ta có thể bỏ thảm vào đó không? Tất nhiên là không thôi, vì bỏ vào đó thì sẽ bị ướt đúng không? Đấy là cái cách để mà hỏi vị trí của các vật. Thế giờ chúng ta sẽ thử dùng từ where, ở đâu. Where, ở đâu? Các bạn ví cho có cái vị trí này vào là được. Cuộc khảnh đó. Where is the world? And the girl, the water is in the bedroom. In the bedroom. Where is the carpet? The carpet is in the carpet. It's in the bedroom or bathroom. In the bedroom and bathroom. Cái tấm thảm tại sao lại ở trong phòng tắm được mà ướt mất? Cho nên chúng ta sẽ ở phòng khách hoặc là phòng ngủ.
chứ ở phòng khách là hoặc hoặc là phòng ngủ. Đấy là cách hỏi vị trí where is cùng với đồ vật. Where is the bed? Tôi có rằng được cô. Hả? Where is the bed? Có nghĩa là cái giường ở đâu? Cái giường nó nằm ở đâu? Cái giường thì tất nhiên là ở trong phòng phòng ngủ đúng không? Để ở đây cô thấy chữ the bed này bằng the carpet. Cái thảm thì ở đâu? Khi các bạn sẽ đưa lên mà cái thảm thì ở phòng ngủ hoặc cái thảm thì ở phòng ngủ và phòng phòng khách. Cái trường hợp nào mà nó ở được cả cái phòng của các bạn thay đổi trường hợp lý nó được. Where là ở đâu? Để hỏi vị trí thì chứ where ở đâu? Quê ở đâu? Quê ở đâu? Cái giường ở đâu? Cái giường ở phòng ngủ. Cái gối ở đâu? Cái gối ở phòng ngủ. Cái sofa ở đâu? Cái ghế sofa ở đâu? Thì ở phòng khách. Hoặc là điện thoại ở đâu? Điện thoại có thể ở phòng ngủ hoặc là ở phòng phòng khách chẳng hạn. Where is the telephone? The telephone is in the bedroom and living room. Yeah, where is? Rồi cấu trúc tương tự với phòng khách. Bạn có thể làm gì ở phòng khách? Bây giờ thì chúng ta sẽ có là bạn có thể làm gì ở phòng ngủ? What can you do in the bedroom? What can you do in the bedroom? Bạn có thể làm gì ở trong phòng ngủ? I can sleep. Read book các bạn đã được học ở bài tập cô cho rồi. What TV được học rồi. I can study. Listen to music các bạn cũng được học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm từ sleep and to study. Sleep có nghĩa là ngủ, to study có nghĩa là học. Thường thường thì các bạn sẽ có một cái phòng riêng gọi là phòng ngủ thì sẽ có bàn của các bạn luôn đúng không? Bàn học của các bạn sẽ ở trong phòng ngủ luôn đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể học bài ở trong đó luôn. Đấy, I can sleep, I can study, sleep, study. Cô ngủ. Ơi. What can you do in the bedroom? Bạn có thể làm gì ở phòng phòng ngủ? Trả lời. Các bạn thấy thể cái chữ đỏ này này bằng cả cái từ này. Một là các bạn có thể thay từ sleep. I can sleep in the bedroom. Tôi có thể ngủ ở trong phòng ngủ. Đấy. Hoặc là I can study. Tôi có thể học ở ở phòng ngủ. Đấy. Ở trong bên phòng phòng không? Đấy. Sleep, study, sleep, study. I can sleep, I can study. Sleep, study, sleep, study. I can sleep in the bedroom. I can read book in the bedroom. I can study in the bedroom. Đấy, vì là cái từ này thì ta có thể thay đổi nhiều từ cho nên cô cũng cung cấp thêm cho các bạn thêm hai từ mới nữa. Đó chính là từ sleep và từ study. Sleep là ngủ. Study là học. Các bạn có thể sử dụng và cái từ này thay đổi cho nhau. Read book. What read in the bedroom. Listen to music. Sleep. Study. Sleep. Study. Sleep. Study. Play in the bedroom. What can you do in the bedroom? What can you do in the bedroom? Thì đã tiếng Việt là phòng ngủ của bạn à cô? À, what can you do in the bedroom? Dịch ra là bạn có thể làm gì ở phòng ngủ? Tôi có thể đọc sách ở phòng ngủ này. Tôi có thể ngủ ở trong đó này. Còn là tôi có thể học. Chứ what can you do? Bạn có thể làm gì? Bạn có thể làm gì?
bạn có thể làm gì ở phòng ngủ? Tôi có thể đọc sách ở đó, hoặc là tôi có thể ngủ, hoặc là tôi có thể học bài, hoặc tôi có thể nghe nhạc. I can listen to music. Hoặc là I can watch TV. Nếu có một cái TV ở trong phòng ngủ thì chúng ta có thể nói là tôi có thể xem phim ở đó. I can watch TV, I can listen to music, I can read book, I can sleep, I can study. Cô nhắc lại ba cấu trúc vừa học. Cấu trúc thứ nhất là what are in the bedroom? Có những cái gì ở phòng ngủ? Trả lời ZA, cộng cả phần đồ dùng ở phòng ngủ. Câu trả lời thứ hai, where is, cộng với các đồ dùng. Là để hỏi vị trí của các đồ dùng đó nằm ở đâu, ở phòng nào. Đấy, cấu trúc thứ ba, what can you do in the bedroom? Bạn có thể làm gì ở trong phòng đó? What can you do? Bạn có thể làm gì? I can read book chẳng hạn, tôi có thể đọc sách. I can sleep, tôi có thể ngủ. Hoặc là I can study, tôi có thể học. I can listen to music, tôi có thể nghe nhạc. Hay I can watch TV, tôi có thể xem phim. Đây các bạn sử dụng các từ mới nhá. Cái này các bạn có thể sử dụng các từ mới thay cho nhau. What can you do in the bedroom? What can you do in the bedroom? I can read book. I can sleep. I can study. Giờ tôi nghĩ là bà sleep. Sorry. Rồi Bảo Hứng nhá, mở mấy trả lời cho cô nào. Yeah. What are in the bathroom? What are in the bathroom? There are bed. Pen. And pillow. Where is the carpet? Where is the carpet? Tấm thảm thì nằm ở đâu? The carpet is. In the. Ở phòng nào thì có tấm thảm thì em sẽ cái lại cho cô. Bedroom. What can you do in the bedroom? I can study in the bedroom. I can study in the bedroom. Thank you for me. Thank you Bảo Hưng. Very good. Quỳnh Ánh. Where are in the bedroom? Quỳnh Anh, where are in, what are in the bedroom? Em được câu là There are beds. Blankie. And pillow. Where is the bed? Where is the bed? The bed in the bedroom. In the bedroom. What can you do in the bedroom? I can
I can watch TV. Watch TV in the. Okay, very good. Thank you. I can watch TV in the bedroom. Đấy, chốt lại ba câu như vậy nhá. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô các cái bức tranh này, chúng ta sẽ ôn tập lại một lát nữa. What is it? Cô Khánh, what is this? At the goal, this is my new house. This is my new house. Very good. Rồi, bạn Khánh trả lời rất là tốt. Ở đây là một cái nhà mới luôn. Đấy, bạn sử dụng được tính từ new. Nhưng mà yêu cầu chỉ như thế này, nhưng mà bạn lại nói được từ new và rất là tốt rồi. This is my new house. Đấy, đây là cái nhà của tôi. Tiếp theo nhá. Anh Quân, what room is it? This is my bedroom. This is my bedroom. Excellent. Thank you, anh Quân. This is my bedroom. Hoặc là parents. In my parents' bedroom. Được. Chỉ cần có cái bedroom là được đúng rồi. What is it? What is it? Cái gì đây? What is it? Phi Lâm, what is it? Em thưa cô. What is it? This is. What is it? Đây là cái gì? This is a bed. This is a bed. Rồi, where is a bed? Where is a bed? The best is a bedroom. The bed is in the bedroom. In the bedroom, very good. Thank you. Huy Lâm. What is it? Vy Thắng, what is it? What is this, Vy Thắng? Cô Hương ngủ là đọc tiếng Việt ra rằng ở cô. À, tiếng ngủ chúng ta sẽ đọc là sleep, 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 sleep. Còn tiếng học là study, 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 sleep, study, sleep, study. What is this, Vy Thắng? This is coffee. Yes, this is coffee. Tiếp theo, where is the wardrobe? The wardrobe is in the bedroom. Được chưa? Cái giường này, cái tủ quần áo này thì ở đâu? Tủ quần áo thì ở phòng ngủ. Được chưa? The wardrobe is bedroom. What is it? Phụ Khánh, what is it? And to go, this is a new blanket. New blanket. 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 What is it? What is it? What are they? Cô Khánh trả lời đúng cho cô nè. And to go, they are pillows. A pillow. The pillows. 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 Có những cái gối đấy chứ. Tiếp theo, what is it? Cô trả lời cho cô luôn, cô Khánh. And the goal là this is the curtain. Curtain, curtain. What can you do in the bedroom? What can you do in the bedroom? Anh Quân, what can you do in the bedroom? Anh Quân, what can you do in the bedroom? I can sleep, I can study, I can read book, I can watch TV, I can listen to I can. Nói đi. I can read book.
I can read book. Thank you today. Thank you for listening. Goodbye and good night. Cô ơi, học qua rắn được cô bởi vì khi này anh chào mắc lên mày rồi cho nên chào chưa ghi kịp cô ạ. Rồi, thì cô gửi bài vào nhóm lớp cho bạn nào chưa kịp ghi bài vào, cô gửi video bài cho nhá. Cô ơi, dạ. Có rồi, thứ sáu học rồi, chủ nhật có học không có? Không, tuần này tại chỉ học một buổi vào thứ sáu này thôi, được chưa? Rồi, chủ nhật. Good night. Good night, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye.